chân dương thử chúng đánh nhận hỏi cô đi nhầm được là ứng cư và hãy chẳng hỏi cô đọc trăm phía rồi đây chân đọc trăm phía rồi chiếc chủ môi nương phẩm bay phía rồi mình ta dương thử miên cái hào tha thì sao phải chạy cái tích hào risk premium mình ta đưa chiều rùm vốn để dương hiên và thôi đường hà nịp hay hiên thôi đường cả khá đó bàn cũng phân phía rồi tiền. Vâng, chẳng cao vì dụ cua tại mà chẳng nắm bàn phòl và màn phía rồi. Mà dương thư ca sắc xa priếp thiệp và thật ta cư chùm lành mà nấy cư dùm nguồn nó mà đèn học hôn bộ đã bị dục thamay thamay quả toàn đằng này và hãy thị trắng quả priếp thiệp chùm mùi tại ca xóm xóm prát nông mùi từ địa kỳ nếu cô chia mùi than cực lò mùi đá đông ca priếp thiệp văn tay bởi dương bị ca bị dục tù trâu đôi chìa rộp bò cái hào mùi thị vì dục lại cả mà chúng nó cứ ghi cầm đoạt hay cho hỏi có bàn phòl chúng ta anh chạp đi đọc trăm phía rồi không chứ nằm ai khi nhóm xong ảnh nha bị dục lạc nạp chạy cái tiền thích vì mình cao vì dục lắc cái tình yêu dương chúng ta ở địa tha dương tinh sẽ nhà bàn nộp xa hồn rồi bọc cổng hôn nà mùi chẳng kì chỉ ca xoan này ra tha kì ôi khúc hôn rết ta chúng ta như hàng gì cho người dương tha mùi xám phòng bay phía rồi bản chất dương viên vô bài nắng cứ dương đăng tham một sáu năm phòng bay thế rồi mình thấy bây giờ viên vô từ lừa chi cam dương viên vô từ lừa cho nạt thóp viên vô ở vấy đây dương từ tua hai thì pay cho anh chuyên ca son giao chấm đánh nhau chấm dương thử chấm đánh nhau hỏi cô đưa nhầm được là ứng cử và hai chàng hỏi cô đọc trăm phi rồi đây chấm đọc trăm phi rồi chiếp chủ môi nương phòng bay phi rồi mình ta dương thử miên cái hào tha thì sao phải chơi cái tích hào risk premium mình ta đưa chiều rùm vốn để dương hiên và thôi đường hà nịp hay nữa hiên thôi đường cả khát đó bàn cùng phân phía rồi tiệt và tì vòng bấy buộc nâng cùng phân vì tao đọc ràm chứ ngồi xin cái đó bởi sau này chẩm lên chạp vì đọc ràm lắng mình ta anh nó cù đọc bình chắc tờ và hãy bộ cọm nâng dương thấu bị nất mưa là quên vì vô dương chạp vô hà nịp hay và vâng, họ còn chụp vô ca phép lực lạc phép bọn chụp mùi nâng rương hà nịp hay nâng ư ả rít hay nâng rít thờ nâng ca phòl chụp nâng miên ca lực lạc nhìn chạy chạy khní thà away cái đầu, away đầu miền cái đầu, hành đi phải bàn phẳng, trở lại phu này, và từ bây giờ lấy trở lại là high risk high return, chẳng lục chú ai chú ý bỏ sai vẫn vô clear này bạn đấy bạn. Và vì hạ cả lực lao này vì xong shop nâng phải được bỏ trở để chẳng hãy để dùng vào việc thay chỉ trước đây thì như vô mà riêng số to này. Và còn tại high risk là mình bắt gặp hay dương nông bàn high return thì và vì chú biết thà hai này phải khu thì mỗi dương trâu xu thà ta vì chi cả vì đồng lại được biết chi bọc thiên bị xài phép rồi có vật thông bị xài phép cái này nếu trong hiện châu chơi đồng tích này tù xả vị trí bởi dương như em biết thà hai này phải nếu ta vì hai này phải đời xa một rồi bò nó đời xa cao vì nữ dục nó rồi có hai này phải khu mà bị dương ở dùn và vì vô định lúc vào đánh bà phê đến lại chúng mình này khai nguyên dốt lúc ta risk happen from what you don't know what you are doing dương hai này phải bị cao lắm lúc ta tại dương phơ ở vấy đây dương mình đang thật luôn ai cũng không thứ ấy nhưng ở dùn vì ở chi và cắm ở dùn vì cao nguyên dốt đây dương cũng không nguyên dốt này mà tôi bay chi được trăm khuôn ai nữa đi qua cao biên dụng nó vì mình miền hai này phải cuốc và nó dương khuôn ai dọn dồn mà nó có chi bằng hà đây ưu ti họ thả nhưng được thì họ mỗi người dồn để lắc có tha rô si đây lý cứ hai này phải cuốc tình cọp luôn ở trên này bờ mưa cọt mì giấy hay dương sòm trắng đi trâu một này đây ai bờ đi xuôi khi ông biết tha hai này phải cuốc nhưng tha ở đấy hai phải tìm họ đời xa ấy đời xa đây thì lý thôi bật viên bị bạn lụ mến về khá mình nghi lụ chỉ sạch bật vô chỉ lui một mình bàn mến con tay ở đây mình nghi bạn bỏ cái lực lên kìm lụ vô bởi dương bật cao trong hôn chung cáo dương đã lui mà liên tới với ai tư chỉ xảy thuần mà rổ xì khát đây chẳng tới mà bạn bỏ chùm lâu dương tổ bạc khai từ chung là kia dương tổ bỏ xảy dương khát à mà liên nó cho bạn rồi con tay dương rổ xì nó không đây thứ ọt chẳng này lực lên tạm mình chùm lụ hoặc nó được mùi hai đẹp hay nào mà còn tay bật tha oi biết lẽ thay bạn đây từ nát ọt nghề và đang hỏi cô lụa rụi khuôn chẳng bộ khả tịch tuổi rồi có trong lành tràn chẳng biết tổ lọc tổ quánh tha vì ở xoay tới lê tha ta một cuốn lẹ viên dốt nó ngại còn dốt lòng bí mua là than cứ sẽ được cách được bỏ
អាជីវកម្មឬក៏អ្វីដែលគាត់វិនិយោគគាត់ព្រោះដីធ្លីវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះថាវាជាប្រភេទទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងកាលណាយើងវាត្រូវអង្គការរយៈពេលវែងយើងអាចប្ដូរជាសាច់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីឯងក្នុងរយៈពេលក្រោមឆ្នាំឯងបាទនៅក្នុងទ្រឹស្ដីអាខោនធីងវិញហ្វាយណិនគឺគេក្លាសស្ហ្វាយគេដាក់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិរយៈពេលវែងឡងធឺមអាសេតដោយសារយើងមិនយល់ដល់ហើយយើងទៅទិញថាង3ខែក្រោយលក់យកចំណេញដល់
dương phơ ấy để dương ở đắng ở vậy dương cũng buông phơ dọn chul mà xem học chấm rồi xí cho nó cho mình còn đây thì mới cứ chi một cái bộ đại về sự vật phim bớt vì vừa tìm mối dương đầu chơi xoay vô ra chúng luôn hiện chỉ riêng là mình cả group vô bạn đây những gì từ chỉ riêng mấy bạn nó tìm mối dương của post của ông đúng là thật là à vị chi thấy cứ chi của cô mình sẽ cái tốt à và rồi dương đồng đường nó nhưng đọt tới mà dương chơi điểm chấm hot mùi rồi dương vô pi nature này của trái đất lạnh nát này chi một robot đó những chế riệp chom panca đồng hồ sạch đại dương rồi dương mình miên sừng biết luôn nó pel đại vi thay lại cho thế chi rúm dạng pel với miên nên cả làng phải mình và chẳng xem nhóc nhóm hai mình thấy tiệm hot tiếp chúng mới là chi cảm được thì và chẳng việc xài lừa bọc cùn và phòng này và ở con này lúc ba mình chép về chuyện high risk high return nó kia nè và rồi mỗi tiết đã phép bọn chúng mỗi sân điện kia nè đại biến cái chơi chơi về chuyện cái bình dương rất ha có mọi đã phong món cho nó nong mà cái trò chẳng là nâng biên đây chẳng mày đại chẳng dương ở đây ta miền lôi thằng ở ta miền mà mơn chưa thực đã bình dương nó nong hàng bị say đầy tri thằng ở ta mà đòn rồi có trời thưa chẳng mày và cả hai thà sầm nông đi cả bên nhiều bạn ná đập bay ở phía riêng ai cả phía hai nền phây bàn bạn mà sầm nuôn đấy là o mình tên bạn để xa riêng phía khác phía thà diversification phía thà ít bật cảm bạn bạn phía khai những hiện bài luôn đấy bạn bạn thà bên nhiều gọi bên trào mục đại cầu môn cầu một trọ tập vui nhé phía khác mình cả vô trở lòng quạt một cô lương chia sẻ đến quạt bậc cao đại chi với cả mối đòi đòi ca sờ lạnh một quạt đòi ca pin chất một quạt hay chi chui chùm nhìn một quạt quạt phu ban lọ một và hết chi với cả một quạt có bông tre ca nổi thì mới cùng viết chạp vô chùm này tìm xã miền sạc đàn phun khám vì ở miền hai phần này tới quạt tới vô thôn thiên thì rằng thô một quạt tới bậc cao đại chi với cả thằng mày thì ở hai phần tôi để sau vì pro quạt vô chắc bát nữa chi với cả một quạt mối nữa quạt miền chùm nhìn mối nữa chắc bát rương ấy quạt bởi vì chấm theo câu những cổng phong để thùng thoát cổng phong để trâu ca hút chết nhưng mà nói quạt hút chết nhưng đo mùi chùm đấy ta ơi và cao câu không may mùi thiệt mà anh ấy cứ chỉ rương mối khó câu thùng mệt đèn sầm rạp sạc lên để quạt trong diversify trong phương bị bật được cam cả vì dụng bỏ quạt đó nè mà tính chất quạt thở bắt đầu nữa nó ngồi lỗ rồi giờ sắc ra được bốn rồi cái scale rồi cái off scale rồi off tụm lát tập hiệp này cả rồi chùm rán anh ấy còn kết riêng cả bình dục còn chỉ riêng trầm trầm và rồi có quát nên tâm về nó còn riêng bình dục tích tích còn bây chỉ cả riêng sâu và đó về chỉ cam quát off sắc ra được bốn quát cùng riết cả bình dục từ lưỡi xin tiếp để quát xong đang cả riêng sâu hay đo bọn sao tích tích nhá chỉ lô đo tích tích nhá gọi cứu nạn mà chẳng thấy bảo rằng bảo phải có thay còn đã đại chương đường pi châu nó không tập không phiền là mùi tê về ai lùng tập mà bạn là cái này nó hay bạn để còn ở tại chương mà kháng nước sân và chẳng cái này nó nhung chun chun cho bò được nhỉ bạn còn tái chỗ nói để thử vô ha kì phở biết ha mình đã bông môn nó không có trọt ở mùi nó cứ bị miên lạc nặng bị xe chuyển mùi bởi những chỉ nặng bị nhốt vì khó phí nè và cao đại chi cam hôm nay vì như là vì giúp cái dương mình chỉ là cục cung dương mình chỉ nè đại cái hao tha miền ownership mình tổng phong từ lừa chi và cam mùi nắng tê chấn dương ai không tê được mối dương ai vì giúp đi bay xin như này và nó không bị sai xin khi vì cô chúng cá là ca đại dương thôi vì tất cả cam cứ đồng bay chi viếng hai niệm phơi để xa bị sai để xa và phê buộc bộ và từ lớp từ ca bình trẻ chưa sầm nua bọc bong để lướt láng trẻ trong tha ta cua tình đây đồng o rồi còn mấy nữa vì mình riêng bảo vệ tiền ca mình dốt nó không đây lý có vì mình cái học tập hiệp chúng ra không vệ tiền
để nét để video có toàn miền bắc thì sao quạt bay chạy đại chứ ti hồ quạt miền dục nó còn chọn là trong đây thì nên đã miền nó còn nó miền chỉ kẹo kẹo miền hồ sạch bạc miền chỉ stong thì miệng chuồn stong thì miệng chuồn lúc còn miền lùm hồ sạch bạc hay là tệ chuồn cô đã việc đối những kẹo thì cái kẹo chuồn ơi mà trả chỉ cảm chuồn lại thùng thùng rồi có thầm mồm cho nát thầm mồm cho chú loại là các sản phẩm là các cam đề công cái chế như thì họ rồi có là thực sót rồi và tới đầu tiên là stong thì là chú là chỉ cam tối tối đấy lụ chú loại là thu lụ thu sạp đại chắc hàng phim sinh như tiền hồ sạch phát sinh như hàng phim sinh như anh nói coi chỉ diversification này chỉ cả mà đặt cô muốn có tổ tập mối này và nên là đã ở che mưa nắng à có thang tập mối này chú là được ở này chắc hàng phim cũ đi cái này khó lên đồng sòng บ่ที่ព្រោះប្រភេទនៃហានភ័យខុសគ្នាមួយគឺសំដៅទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចមីក្រូបាទលើប្រកាសរបរក៏ទៅក្នុងដែលលុយទូរស័ព្ទដៃជាងឧបសគ្គជាងម៉ូតូគាត់មានកម្រិតហានភ័យមួយផ្សេងបាទ risk exposure គាត់ មួយ ផ្សេង បាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតោងពីនិតទៀតថានៅក្នុងអាចរណៈទ្រពនៅក្នុងដីធ្លីឯកដោយគឺវាមានចរិតផ្សេងនេះសូម្បីតែដីក៏ខុសគ្នាដែរដីកសិកម្មមួយផ្សេងដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានផ្សេងវាមានហានិភ័យផ្សេងគ្នាដីសម្រាប់ធ្វើសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាធ្វើអីគឺធ្វើឲ្យយល់ឡើងឲ្យស៊ីជម្រៅកាលណាយើងយល់ស៊ីជម្រៅបាត់តែអ្នកដតីដែលមើលទៅអត់បានឃើញថាខុសគ្នាប៉ុនយើងដឹងថាវាខ
khăn nát hay để khi mà xa lư ca chơi chơi kia bẹp bòn rừng vinh dục nè và chẳng bây giờ các giáo dương nâng chơi chơi rừng bắt đầu từ lư ca vinh dục và phát triển bòn đại sầm khăn nè chẳng nông bây giờ để nghĩa từ rừng ca thần sóng mà đó mà vô thần sóng bị bẹp bòn rừng vinh dục nè chẳng ta thôi chẳng nát là mấy bằng cao tùm lo bà thần sóng bàn đôi ta cái này đôi lực chú bàn trọc xa lòng cắt mà hỏi ta ក៏កើតតម្រូវបែបណាដើម្បីឲ្យយើងខែមានការសន្សំទៀងទាត់សន្សំដើម្បីឈានទៅរកការវិនិយោគភាសាបានបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំជូនជាយោបល់ថាដោយក្រុមហ៊ុនមួយនេះហើយបានជាតើមានផែនការអាជីវកម្មដល់ពេលដែលយើងមានផែនការអាជីវកម្មយើងយល់ច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនយល់ច្បាស់ពីធនធានយល់អំពីទីផ្សារគោលដៅយល់អំពីផែនការឬក៏គោលដៅដែលចង់បានសម្រេច អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ធនធានយើងឲ្យអតិភិបទៅលើអីបាទការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មឲ្យអតិភិបលើអីដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនោះដូចគ្នាការវិនិយោគបើយើងសុំទោសការសន្សំបើយើងចង់ឲ្យយើងមានវិន័យមិនទៅទន្ទឹងថាខ្ញុំមិនទិញអីដែលមិនចាំបាច់មិនទិញអីដែលមិនចាំបាច់មិនទិញអីដែលមិនចាំបាច់អានឹងអត់បានផលទេតែបើសិនជាយើងបកកើតជាគោលដៅក្នុងជីវិត តែខ្ញុំឥឡូវទៀតថាអាយុយុវជនណាស់គាត់អាយុ20ឆ្នាំគាត់ថាគាត់អាយុ40ឆ្នាំគាត់ឈប់ធ្វើការ full time ពេញម៉ោងគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់ដែលមានប្រាក់មួយលានដុល្លារទៀតអញ្ចឹងគាត់មានគោលដៅនឹងគឺគេហៅថា smart ណា specific measure បានណាបាទហើយអានឹងគឺគាត់ត្រូវដឹងខ្លួនគាត់មកថាដើម្បីឈានដល់ហ្នឹងគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ប៉ុន្មានកម្មត្រូវសំខែប៉ុន្មានអានឹងហើយគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុត ដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ឆ្វេឆ្វាយបាទហើយអត់ឆ្វេឆ្វាយអត់ចាយខ្ជិះខ្ជិះពីពួកគាត់មានគោលដៅគាត់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំនៅថាឆ្លងកាត់យុវវ័យដែរខ្ញុំមានគ្រួសារហើយក៏ដោយមានមិត្តភក្តិមានអីគាត់អាចមើលមកយើងថាយើងមិនសូវចេះសុបាយចេះសុបាយបាទតាមពិតយើងមិនចេះសុបាយយើងកំពុងតែសុបាយជាមួយគោលដៅ អាការសុបាយមួយគោលដៅក៏មិនអត់ហឹកខ្ជាយទេប៉ុន្តែយើងបានរៀបចំការសំសំនេះបែងចែកធនធានដល់ឲ្យអត្តភាពទៅលើគោលដៅបាទអញ្ចឹងហើយដែលគេហៅថាកាលណាយើងមានគោលដៅយើងអត់អត្តភាពអញ្ចឹងយើងសុខខ្វល់រឿងខ្ជាយខ្ជាយព្រោះយើងអត់មានធនធានណាទៅខ្ជាយខ្ជាយទេពីព្រោះយើងមានគោលដៅបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាជូនជាយោបល់ថាទីមួយត្រូវមានគោលដៅដាច់ខាតទៅតែមានបាទច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំនិយាយថាអាយុឥឡូវ20ឥឡូវ40 ចង់មានប្រាក់មួយលានដុល្លារដើម្បី enjoy life អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍បាទនឹងទីមួយគោលដៅហើយទី 2
thêm được cô đau đớn này vừa dương sầm sầm đó bởi dương căn là cái mùi tiết chế pra seva hay là vật thụ để chứ cầm cháy và bị cô cầm cháy vì miền cà phê khó trâu vì miền hiền khát hiền chụp nhanh vì miền hà nịp hơi con tay cầm cháy đứng được khi chụp nhanh vừa dương miền bị nây kháng với đó khai thổ bong cà prà kì đó khai thổ bong đào một kì chẳng bao giờ này dương chế thể chai chơi chơi cho miền bị đấy dương đứng bị trộm một mũi cà bắt bong credit cho mục chỉ muốn cả bắt bỏ cả chạy bàn tròn gì muốn cho mục chỉ muốn cả bắt bỏ quay đi chỉ mà hay cho ta bọc lún nọ và chẳng hay không chun chỉ cho bỏ ra thì muối chạy para sự và rằng thôi chạy cháy thì tí cho mùi nắng cứ miền cô đau và tạm miền cô đau rằng thôi cho bác cứ khi chán được lên để cô đau nhưng mình cho bác hay bỏ bỏ cô đau ấy để thưa ấy area bot chăm thay bởi dưới nắng vì mình sâu chỉ mình và sạch phim បាទសូមអរគុណចំពោះការបង្ហាញនិងការផ្តល់យោបល់ចំពោះការបង្កើតទម្លាប់ដ៏ល្អមួយនេះបាទសំរួលចុងក្រោយបាទដោយសារពេលវេលាយើងជិតដល់ពីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយណាខ្ញុំសង្កេតឃើញហាក់ដូចជាមានគេហៅនិន្នាការនៃការវិនិយោគពីអ្នកក្នុងស្រុកយើងហៅថាប្រភេទdomestic investment បាទនៃការឡើងដោយទាំងអ្នកដែលមានលុយតិចនិងអ្នកមានលុយច្រើន បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកជូផ្ទាល់តើមើលឃើញការវិនិយោគដោយអ្នកនៅក្នុងស្រុកឬសហគ្រិនក្នុងស្រុកឬបុគ្គលក្នុងស្រុកនេះតើ5ឆ្នាំទៀតវានឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរតាមទស្សនៈលោកដែលមើលឃើញបាទបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នគឺថានិន្នាការហ្នឹងគឺចាប់ដើមកើតឡើងមនុស្សចាប់ដើមគិតគូរបន្ថែមជាមួយនឹងវិបត្តិដែលយើងជួបមនុស្សចាប់ដើមកាន់តែគិតកាន់តែធ្វើមែនទេទៅ កំណើននៃការវិនិយោគក្នុងស្រុកនឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អពីព្រោះនៅកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលគេហៅថាជាប្រទេសនាំចូលច្រើនបាទនាំទំនិញចូលរបស់របរយើងប្រើប្រាស់អសន្នំចូលអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ច្រើនពេកយកអត់បានសន្សំលុយយកមកវិនិយោគលុយនឹងវាហូរទៅប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចដទៃអញ្ចឹងវាខាតសេដ្ឋកិច្ចយើងបាទ អញ្ចឹងបើយើងចេះសន្សំយើងមកវិនិយោគយើងបង្កើតការងារយើងស្អីធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជួយបានច្រើនបាទហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកហ្នឹងកាន់តែវាមានភាពស្រួលធន់ជាមួយនឹងវិបត្តិខាងក្រៅបាទពីព្រោះកាលណាយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើការវិនិយោគខាងក្រៅ បាទហ្នឹងប្រទេសមួយតែងតែប្រាថ្នាចង់បានឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនខ្លាយជាអ្នកវិនិយោគច្រើនបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបង្ហាញអំពីចំណុចនេះបាទបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដល់ពេលនេះគឺយើងដល់ពេលបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីសន្សំដើម្បីវិនិយោគដោយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកអ្នកជួបបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទចំណាយពេលមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណទស្ស